Chào các bạn. Thì hôm nay là tôi rất cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của tôi. Nhưng mà thực tế ra là cái ngày sinh của tôi thì trên giấy khai sinh thì ghi như thế. Nhưng mà bố mẹ tôi thì nói là tôi sinh vào mùa đông thôi. Thì nói chung là ngày xưa cái thời gian ngày xưa bao cấp ấy, thì khi cha mẹ tôi có nói là tôi sinh vào mùa đông ở một cái bệnh viện. Một bệnh viện, nhưng mà thì ngày xưa các cụ cứ sinh xong là các cụ bế con về thôi. Nhưng mãi sau là mình nhớ ra đi làm giấy khai sinh cho con, thì cái bệnh viện ấy người ta lấy giấy chứng sinh, thì bệnh viện ấy đã bị giải thể. Xong mãi sau này thì mới làm được cái ông nội tôi mới đi làm giấy khai sinh cho tôi, thì mới làm được cái giấy khai sinh ở Ủy ban nhân dân xã. Thì là nghe bố mẹ tôi kể lại rằng là tôi sinh vào cái mùa đông, vì là có khi mẹ tôi để sinh tôi thì là có đốt củi để mà sưởi ấm, vì ngày xưa là chỉ sưởi ấm, chỉ có đốt củi ở trong nhà thôi, cho nên là chắc ngày sinh là những ngày này không phải, mà sinh vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch thì chính cũng ngoài dạ không nhớ nữa. Nhưng mà thôi, gọi là giấy khai sinh ghi ngày nào thì mình tổ chức sinh nhật ngày đấy. Vâng, xin rất cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến tôi. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, cái chủ đề hôm nay thì nói chung là tôi sẽ nói sơ sơ qua về cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì cái bọn ba que nó thường nói là coi như là nói chung là những người dư luận viên hoặc cờ đỏ gọi chúng nó là phản động. Thì những người thì phản động thì chúng nó nói là phản động còn hơn là những kẻ phản bội Tổ quốc. Như Đảng Cộng sản tức là những kẻ coi như là phản bội Tổ quốc, tức là bán đất nước, tức là phản quốc, tức là bán đất nước cho ngoại bang. Thì bây giờ ví dụ cái lời nói chúng nó là nó sai hoàn toàn ở cái là chính chúng nó mới là kẻ bán đất nước cho ngoại bang. Ví dụ như là cái chế độ Việt, chế độ mà ngụy Sài Gòn thì là nó xuất thân là con đẻ của Pháp và con nuôi của Mỹ. Tức là năm 1954 thì là chúng nó khi mà Pháp rút quân vào Nam theo cái hiệp định Geneva để năm 1956 là tổng tuyển cử thống nhất đất nước, thì là những cái kẻ gọi là đi lính cho Pháp thì treo theo chân Pháp vào trong Nam này, và sau này có khi chúng nó phản bội lại đất nước, coi như là nó phá hoại cái hiệp định Geneva, và chúng nó không năm 1956 chúng nó không tổng tuyển cử nữa, thì là coi như là chúng nó theo Pháp rút đi và chúng nó theo đít của Mỹ. Đấy, thì chính chúng nó là kẻ những kẻ coi như là phục vụ cho Pháp và phục vụ cho Mỹ, và nó rước voi vào giày mà đổ. Bây giờ coi như là nó cứ nghĩ rằng là chúng nó như thế, thì bây giờ sau 43 năm giải phóng, tức là 43 năm thống nhất đất nước rồi, thì là chúng nó coi như là cũng cứ tưởng là ai cũng như là chúng nó cả, đều coi như là bán rẻ cái danh dự của chúng nó đi, và nói chung là nó phản quốc, tức là bán đất nước cho một cái kẻ ngoại bang nào đó. Thì ý chúng nó nói là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay coi như bán cái đất nước mình cho Trung Quốc với cái kiểu là rất kiểu kín đáo. Đấy. Thì là chúng nó ngu si ở một cái như này. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930, tức là nhiệm vụ của Đảng Cộng sản ngay kể từ khi thành lập, tức là đánh đuổi tất cả những cái bọn đế quốc, cái bọn thực dân và cái bọn mà đã xâm lăng đất nước mình ra khỏi bờ cõi để giành độc lập, tự do cho dân tộc, và coi như là đất nước Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ. Đấy. Tức là Bác Hồ đã từng nói một câu, tức là không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc. Đấy, tức là độc lập, tự do, đất nước phải độc lập và phải do những người Việt Nam làm chủ. Thì tôi nói với các bạn là đấy, từ năm 1930, kể từ khi Đảng thành lập, có rất nhiều những cái phong trào nọ phong trào kia của cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu, rồi quả Đề Thám, rồi tất cả những phong trào, nhưng chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân mới đánh đuổi bọn thực dân Pháp, bọn phát xít Nhật, và sau đó là đế quốc Mỹ ra khỏi bờ cõi đất nước ta. Và nói chung là hiện nay đất nước hoàn toàn thống nhất và non sông liền một dải, đó là nguyện vọng của toàn thể
nhân dân ta hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, thì bây giờ thì tôi chỉ có nói, tức là từ năm 1975 trở lại đây thôi, thì xem là ví dụ như Đảng Cộng sản Việt Nam có ý chúng nó là hiện nay coi như Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Quốc, thì liệu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có bán nước cho Trung Quốc hay không? Tất cả các bạn và các anh chị ngồi đây thì đều đã thấy là bọn Pol Pot, Yên Sa Ly chính là tay sai của bọn Trung Quốc, thì chúng nó đã tràn sau khi mà miền Nam tức là thống nhất đất nước, thì chúng nó bọn Pol Pot, Yên Sa Ly đã tràn qua biên giới phía tây nam của Trung Quốc và đã giết biết bao nhiêu những cái đồng bào ở cái vùng biên giới phía tây nam, dù rất khó khăn gian khổ vì nghèo nàn khi đất nước mới giải phóng, nhưng dưới sự coi như là kêu gọi của nhân dân Campuchia thì chúng ta đã cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi cái bàn tay của bọn diệt chủng Pol Pot, Yên Sa Ly. Mà cái bọn Pol Pot, Yên Sa Ly mình gọi thì chúng nó là cái bọn Khmer Đỏ dưới sự bảo trợ của Trung Quốc. Thì các bạn hiểu rằng là Việt Nam có bán không? Không bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thì Việt Nam có đánh đuổi cái bọn Pol Pot, Yên Sa Ly dưới sự bảo trợ của Trung Quốc ra khỏi cái biên giới phía tây nam hay không? Và có giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi bàn tay diệt chủng của chúng nó hay không? Sau này, tức là một số người, và theo tôi nhận định thì là nhân dân thế cái thời gian đó thì là nhân dân thế giới và một số những nước Đông Nam Á hoặc châu Á rất là coi như là ghét, coi như là chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam, vì là chúng người ta coi con Việt Nam xâm chiếm Campuchia. Nhưng các bạn sau này thì các bạn đã biết, khi mà Liên Hợp Quốc và quốc tế bảo trợ cho một cái phiên tòa xử thằng Pol Pot và Yên Sa Ly và bè lũ của chúng nó, thì lúc đấy là coi như thế giới đã công nhận những cái gọi là chính nghĩa của cái công cuộc giải phóng Campuchia của quân đội nhân dân Việt Nam. Mà của quân đội nhân dân Việt Nam coi như là giải phóng nhân dân Campuchia khỏi ách diệt chủng. Thì bây giờ tôi nói với các bạn này, việc mở cái phiên tòa đó ra thì chứng tỏ là thế giới đã công nhận coi như là cái công lao của những người dân của quân đội nhân dân Việt Nam đã cứu nhân dân Campuchia ra khỏi cái nạn diệt chủng đó. Thì nhiều khi ấy, nhiều người nói là hiện nay mình có thể nói là hiện nay nhân dân ở trên thế giới và một số nước còn nợ Việt Nam một lời xin lỗi, thì thôi, thì theo tôi nghĩ là rằng là chính cái phiên tòa mà mang ra xử bọn Pol Pot, Yên Sa Ly nó đã gián tiếp coi như là Liên Hợp Quốc và một số nước phản đối cái chuyện Việt Nam mà xâm lược Campuchia, thì đó là một cái lời xin lỗi gián tiếp rồi. Thì nói chung mình là những người dân hoặc là chính phủ Việt Nam cũng không câu lệ những cái chuyện đấy để mà coi như là phải như thế này khác, nhưng mà đó là một cái lời xin lỗi gián tiếp quân đội và nhân dân Việt Nam rồi. Vâng. Thì bây giờ này, vậy thì nếu cái thời gian đó rất khó khăn, bọn Trung Quốc ở biên giới phía Bắc gây ra cái cuộc chiến biên giới năm 1979, thì tôi đã nói bất kỳ một cái kẻ nào mà xâm lược đất nước Việt Nam thì nói chung là dù có gian khổ đến mức độ như thế nào thì Đảng Cộng sản Việt Nam cùng lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh đuổi bọn đó ra khỏi biên giới Việt Nam để giữ cho đất nước Việt Nam được yên bình, Việt Nam không đi xâm lược ai, nhưng quyết tâm bảo vệ coi như từng cái miếng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Và cái cuộc chiến ở biên giới đó, tôi nói với tất cả các bạn, nó không phải là kéo dài trong vòng hơn một tháng, mà tức là thời gian năm 19
1979. Vậy thì cái thời gian đó nó còn kéo dài đến cuối năm 1988 và đầu năm 1989 nữa. Thì trong vòng coi như là cỡ khoảng độ gần 10 năm đó thì mình và Trung Quốc còn một số cái vụ cuộc tranh chấp gọi là nhỏ ở cái vùng biên giới Hà Giang. Vì bọn Trung Quốc nó cố tình nó lấn chiếm một số cái điểm cao ở vùng biên giới Hà Giang. Nhưng nhân dân Việt Nam nói chung là cũng đánh đuổi bọn chúng ra cái khỏi coi như bờ cõi đất nước Việt Nam để giữ vững cái chủ quyền của đất nước Việt Nam. Vâng, vậy thì tôi nói chỉ cần cái cuộc chiến tranh giữa quân đội và nhân dân Việt Nam với bọn Pol Pot Ing Sali ở biên giới phía Tây Nam và cuộc chiến tranh giữa quân đội và nhân dân Việt Nam với bọn coi như là Trung Quốc ở phía Bắc, thì tất cả các bạn cái thời gian đó thì rất là khổ sở, đúng không? Nhân dân ta mới trải qua một cái cuộc chiến tranh 20 năm dài dằng dẵng đối với bọn đế quốc Mỹ và bọn ngụy Sài Gòn, mà chúng ta lại coi như là phải coi như chịu đựng một cái cuộc chiến ở biên giới phía Tây Nam và phía biên giới phía Bắc nữa. Thì đấy có phải là quyết tâm của Đảng và nhân dân ta không, để mà giành lại cái toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bất kỳ một kẻ thù nào sang xâm lược đất nước Việt Nam thì nhân dân Việt Nam dù có hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước và không chịu làm nô lệ. Đó là cái câu nói của Hồ Chủ tịch: thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước và không bao giờ chịu làm nô lệ cho bất kỳ một cái kẻ ngoại bang nào. Đó là cái phương châm của Đảng và của ý chí của toàn thể nhân dân Việt Nam từ ngày xưa đến giờ. Chứ bây giờ chúng nó bây giờ này, cái thời gian khó khăn đó, khăn như thế, chúng ta ăn đói mặc rét. Vâng, thì cái bản thân tôi thì tôi cũng chứng kiến cái thời gian đó rồi. Mình cứ nghĩ rằng là cái cuộc sống không thể nào vượt qua khỏi. Nữa là bây giờ cái cuộc sống của nhân dân tuy nhiên không phải giàu có, nhưng cuộc sống của nhân dân, toàn thể nhân dân Việt Nam hiện nay nói chung là đã được ăn no mặc ấm. Thì cớ sao mình lại phải coi như là bán rẻ tổ quốc, bán rẻ quê hương cho một cái bọn ngoại bang nào đó. Cho nên cái bọn ba que chúng nó, cái tư tưởng của chúng nó từ ngày xưa là những tư tưởng ăn bám và tư tưởng làm nô lệ rồi. Cho nên bây giờ chúng nó cũng nghĩ ai cũng như thế. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam không bao giờ như thế. Nói chung là cái toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước đó và làm cho cái đời sống, cái kinh tế Việt Nam càng ngày càng phát triển lên. Đó là cái phương châm của cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Cho nên là chúng nó chỉ có những cái tư tưởng gọi như là nằm ngửa ăn sẵn thôi. Vâng, những cái tư tưởng đó thì nói chung là không bao giờ khá được, kể cả các bọn dân chủ trong nước bây giờ, đúng không? Tư tưởng chúng nó bao giờ cũng chúng nó cũng muốn thực hiện coi như là cái kiểu coi như là phụ thuộc vào một cái, vâng, tôi sẽ mời anh Nguyễn Quốc Thắng đây, một cái kẻ gọi là ngoại bang nào đó. Ngay cái kể cả chúng nó cái âm mưu gây những cuộc biểu tình rồi là bạo động nọ kia, tất cả thứ chỉ muốn nước ngoài can thiệp vào đất nước Việt Nam. Em chào anh. Vâng, xin chào. Em chào anh. Đồng và chào tất cả hơn 30 người hiện nay trong nhà của anh. Cho em xin góp ý với anh câu chân thành này. Tiếng nói hơi nhỏ. Tiếng nói hơi nhỏ anh. À, rồi, giờ được rồi. Bây giờ em mà nói nhỏ thì anh này, em mà nói to thì anh lại bắt anh. Đây, em lại cố gắng nói nhỏ lại để cho mình là điềm tĩnh anh ạ. À, thì em xin phép anh em nói một câu này. À, trong cuộc sống hiện tại, hiện giờ của người dân Việt Nam ta, okay, đúng không anh, là con người Việt Nam ta sống rất đàng hoàng và hơn hẳn tất cả. Nói về cái chỉ số hạnh phúc thì Liên Hiệp Quốc còn đánh giá người Việt Nam còn cao hơn cả người Mỹ anh ạ. À,
Cho nên là đối với ba que ở nước ngoài mình không chấp, nhưng chúng nó mượn cái cớ cái chỉ thị 36 của Trung ương đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều người chưa đọc chưa hiểu mà cứ nói là thế nào thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà thực sự em nói với anh này, cái chỉ thị 36 của Trung ương là chỉ đối với Bộ Ngoại giao để làm sao nói cho người dân bên nước ngoài hiểu biết về cuộc sống nội tình của người Việt Nam, đúng không anh? Cũng như ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng, tất cả những người đều phản bác ông. Thôi, bây giờ này, em lấy bà con Việt kiều, đó là rất là đúng đắn. Hiện nay, vâng này, cái cuộc chiến nó sẽ ra, cái thời gian đấy mình ra cái nghị quyết 36 này, tức là hai năm 2014 đúng không? Vâng. Không, 15 mới có. À, 14 ngày năm đại loại là qua một cái thời gian rất là dài. Thấy chưa? Bọn Nguyễn Sài Gòn đã đầu hàng và đã một số đã chạy ra nước ngoài, thì theo tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam, đảng và nhà nước Việt Nam thì hầu như coi những cái người đó cũng là máu thịt của những người Việt Nam. Thì người ta vì lầm lừa người ta vẫn là người đúng, Việt vẫn Nam. Là người Việt Nam đều nó máu đỏ cho bạn người ta, cho nên là thành người Việt Nam. Vâng, chính phủ như lời tiên chỉ ra cái nghị quyết 36 để kêu gọi đồng bào, tức là ở bên đó cũng coi như là những người đồng bào Việt Nam về đất nước Việt Nam, thăm thú đất nước Việt Nam. Chúng ta phải biết rằng tại sao ông Phạm Văn Ngữ đúng không trèo đèo vượt non trở về với tổ quốc. Đấy, trong thời gian của lịch sử chúng ta đã ghi bác sĩ Phạm Văn Ngữ đã làm lên những cái gì, chiến công hiển hách đúng không, đã chế tạo penicillin ở giữa rừng Bắc Bó ấy, để cho chuẩn bị cho cuộc chiến Điện Biên Phủ, nó có bộ đội Việt của ta bị thương rất nhiều. Nếu như không có ông Đặng Văn Ngữ theo lời kêu gọi của Bác Hồ thì bộ đội của chúng ta cưa chân cưa tay đi rất nhiều và không còn khả năng chiến đấu, đúng không anh? Thế anh, ông Trần Đại Nghĩa mà bác đi sang Pháp mà cái lời hiệu triệu của bác đã đưa bác ấy về để chế tạo ra bao nhiêu cái vũ khí ạ, mà người Pháp đã phải ra một cái án tử hình vắng mặt đối với ông Trần Đại Nghĩa. Ông có chế tạo ra khẩu súng DKZ mà ông Đức có ai nghĩ ra đâu được như ông có chế tạo, đúng không anh? Cho nên là cái tư tưởng của Hồ Chí Minh chúng ta phải dõi theo và theo, đúng không? Cái tư tưởng đấy là đảng ta đang kế tục và truyền tục lại cho con cháu. Với cái nghị quyết đấy 36 của Trung ương thì chúng ta tại sao ba que chống đối, chúng ta phải phân tích đi sâu vào tại sao ba que đã chống đối lại. Bây giờ này, nghị quyết 36 bọn ba que đó là cái sự hận thù của bọn nó, bây giờ. Và thứ nữa, anh nhầm. Rồi, theo Thắng sao? Theo em, đây là nó muốn phục quốc. Nó không muốn tất cả mọi người theo cái chuyện từ hận thù sau đó nó đấy, dẫn tới như thế. Đúng không? Quốc của bọn hắn. Đúng không? Còn bọn ba que ấy, thế em không ngọ nhá, anh không cho em lên cái dàn của anh nói về thiên chúa giáo và tội ác. Em xin nói thẳng với anh rồi. Thôi hôm nay không lấy đề không nói đề tài này. Không nói đề tài thiên chúa giáo. Không. Em chỉ nói qua thôi. Trên diễn đàn này em với Đức ở Đà Lạt là hai người nói rất nhiều về thiên chúa giáo của tội ác. Nhưng hôm đó anh cho lên, hôm nay em trích lược qua cho anh một tí thôi. Còn em nói nghe này, người ta sẽ mượn những bàn tay tội ác của người khác để xây dựng một cái thế lực chính trị tại nước ta. Đấy. Đảng và nhà nước đang có gì? Cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Anh ạ, nhưng chúng nó được đằng chân lân đằng đầu với những cái thế lực thù địch bên ngoài, điển hình nhất là cái vụ năm ngoái ở Quỳnh Lưu Nghệ An mà bọn em đã vào tận nó. Đấy, bà con gặp em ở nói em ở trong đó, em ra chợ ở mọi người rất quý em, mà em đi đâu rồi công an đi theo em bảo vệ em đấy nhá. Đấy, có không anh đi đánh hỏi gọi là gì, chủ nghĩa xã hội là đối lập lại tư bản chủ nghĩa là điều thứ nhất đầu tiên. Cho anh mới thôi. Việt Nam chúng ta tiến lên xã hội chủ nghĩa cùng với phe đồng minh xã hội chủ nghĩa thì người Mỹ mới sợ rằng hiệu ứng domino đổ, quánh tan bằng mọi giá.
tập ta nước ta, nhưng mà nước ta từng vững và chiến thắng lại đế quốc Mỹ. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là quan điểm về chủ nghĩa xã hội là sở hữu thuộc về toàn dân, còn tư bản chủ nghĩa nó là thuộc về sở hữu của những người có tiền, thuộc về từng tầng lớp người thượng lưu và trung lưu, chứ còn không phải thuộc toàn dân. Cho nên cái ưu điểm đấy thuộc về như thế nào thì mọi người phần sau em sẽ nói về nó, có vẻ quá rộng nữa, quá dài. Bây giờ đây, đấy, bây giờ đây, cộng sản là những kẻ phản quốc. Thì bây giờ phải phản quốc có nghĩa là như thế nào? Tức là anh bán anh hiểu đất nước của mình cho các kẻ ngoại bang. Anh cho em nói.